nhằm trao đổi về lĩnh vực năng lượng gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển kinh tế xanh hơn. Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ngài Alok Sama, Chủ tịch Hội nghị Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 COP26. Tại buổi làm việc, Ngài Alok đã nêu các vấn đề cần tháo gỡ nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Theo đó, vấn đề lưới điện là khó khăn lớn nhất đối với quá trình chuyển dịch dần khỏi than sang năng lượng tái tạo của Việt Nam. Đề xuất các nhà đầu tư dự án cần làm rõ về thủ tục phê duyệt dự án cũng như các tiêu chí cấp phép. Đối với giá điện, các nhà đầu tư cần biết thời hạn của biểu giá điện ưu đãi FIT. Vì vậy, cần có sự tham gia tư vấn của các đối tác quốc tế trong việc thực thi thỏa thuận mua bán điện để mang lại sự đảm bảo cao hơn cho các nhà đầu tư. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, chuyển dịch năng lượng là một vấn đề lớn, cần có một lộ trình dài hạn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia. Về phát triển lưới điện, Việt Nam đã định hướng trong Quy hoạch điện 8. Hiện nay, Chính phủ chủ trương hạn chế cấp bảo lãnh cho các dự án hạ tầng năng lượng. Việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài cần phải đáp ứng các yêu cầu như vấn đề công nghệ, hợp đồng phải đảm bảo thu hồi vốn đầu tư thủ tướng chính phủ và bộ công thương cũng đã ban hành các quyết định thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế khuyến khích về giá cho các loại hình năng lượng tái tạo chính phủ việt nam luôn định hướng phát triển ngành năng lượng một cách bền vững vừa đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia vừa đáp ứng các mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và hướng tới tăng trưởng xanh